Chào mọi người. Hôm nay em có 3 lô 2 cây. Là một cây là 150, có nghĩa là 2 cây một cặp đó là 300.000. Đây là sứ kim tự tháp mà làm chăn dê rồi. Cái này là được nới rễ lần 2 rồi đó. Đó, cho mọi người xem nè. Đây là cái lô thứ nhất ha. Lô thứ nhất thì có cái cây này nhìn rất là đã. Đây chai nước đây. Rồi, có thể so sánh được đó. Vòng là chắc vòng chắc 20 à. Hai mấy luôn. 30 luôn. Rồi. Đây một lô thứ hai. Cây này thì phân tàn ngon. Đây lô thứ ba. Cây này chắc để 250 á. 250 hai cây. Mà rễ ngon, lá giờ nó đang lên sung rất sung rồi. Cái giờ này mình khỏi làm rễ. Rồi có nghĩa là hai lô này là mỗi lô là 300.000. Còn lô này là 250. Rồi, mọi thông tin liên hệ thì mình sẽ để cái số điện thoại bên dưới. Các bạn có thể liên hệ với anh Năng, anh tên Năng. Thì xong rồi mình để số điện thoại ở dưới, thì mà mọi người có thích thì gọi cho ảnh. Anh sẽ trực tiếp ship cây và nhận tiền.